Hey, yo, what's up? Xin chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là BK đây. Yeah, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng leo răng. Leo răng nữa hả? Đúng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ leo răng. Thì leo răng mình sẽ cầm van heo. Cầm van heo cho nó có biểu tượng chút. Hồi xưa mình cũng thích chơi van heo lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô. Đội hình giờ là rất là ổn rồi, không có cái gì mà gọi là thay đổi ok không ok cả. Ok, ui đội hình bên kia nhìn là cũng khá khá. Ui bên kia có hai thằng test kìa các bạn ơi, đội mình cũng có hai thằng test. Mọi kệ không sao, để mình sẽ gánh tem hết, mình gánh tem hết. Ok, lâu quá vậy, vô lẹ nào. Van heo này nó thiệt chứ mình muốn mua cái skin này lắm, tại không có tiền. Trời ơi, skin đẹp vãi lồn luôn. Ui, rồi, vô chưa? Vô nữa. À, và cho mình nói thông báo một tí nha, nếu mà các bạn thấy video này hay nhớ like, share and subscribe giùm mình nha. Trước khi coi cái video này nhớ like, share and subscribe nha các bạn. Ok, rồi vô trận nào. Vô. Thì giờ mình sẽ nâng giao điện trước, kiếm điện đó. Mình nói rộn vậy thôi chứ mình không muốn biết tên. Rồi. À đẹp bà nó con. SB đi đâu vậy? What the fuck? À SB đi xuống mình. À. Rồi mình nấp vô đây để mình thủ nó đến ra nó kìa, nó kìa. Tình nấp mà anh nó lại quá sao mà ghê vậy. Pro cũng phải bình tĩnh chứ trời. Đó. Rồi bây giờ nó luôn tôi đó đúng rồi, đặt đi để anh mày quăng phi tiêu rồi được rồi, lấy đây này thì con violet này lúc đầu giờ nó vậy thôi chứ lúc sau nó xanh lắm, mình cũng sợ cái điều đó, mà mình xanh trước nó là mình ok rồi, để mình đợi mình xanh trước nó là mình sẽ ok. Ôi cái con này nó liều vậy, rồi mày xác định mày luôn, mày chạy, trời ơi mày chạy đi đâu, mày cho tao một mạng có nào. Sao mình chuyển qua đây mày khỏi chạy, trời ơi nó còn một xíu máu nữa thôi. What the fuck, hay quá Nata ơi, Nata xuống KS nha, đúng rồi luôn. Ui rồi hên quá, nhờ Nata quay lại chơi nó luôn ta. Rồi lính tham từ cũng được, không sao cả, từ từ mình cũng sẽ ăn. Mới vô bị KS mạng thấy quế rồi, nói chứ mình cũng KS người ta không thôi. Vô farm rừng nó luôn, xin lỗi gần nha, tao farm tao kiếm tiền tao mua cây dao điện lẹ lẹ. Như Murat bị ngộ công hành rồi. Chưa phải hành. Ê, nó ra nữa, con này nó nhắm mình hoài vậy. Không quên mình AD mà sao nó nhắm mình được. Đấy, con này nó quái thích trong, nó quái thích ăn phi tiêu. Thì quá, từng hết máu rồi, cố gắng thả nó nào. Ok rồi, tôi lúc đi về lấy máu rồi cái kiểu anh em.
Tình hình vậy là ổn rồi đó, mới giá ăn 3-0 là rất là ổn rồi. Tao đâu cứ từ từ bình tĩnh, để tao lên rồi chơi, để tao cả ép nữa. Cứ bình tĩnh mà chơi, không sao cả. Lại đây đây, con này nó khoái cho mình ăn phi tiêu nha. Đập luôn. Mình phải đợi còn xíu máu mình bung cái anti mình ra mình chơi ok đó đấy đó. Mình chắc chắn rằng là mình sẽ kẻ được hai mạng. Trời ơi, tại sao tôi lại kẻ mạng của mình? What the fuck? Thôi không sao, không sao cả. Tôi rô mà gì cho nó ăn mạng để nó xanh, nó cũng xanh xanh lên chứ. Thôi bởi cái chủ nó ui giáp phi xuống chết rồi, chết mình rồi, đập giáp phi luôn. Mày khỏi chạy con, mày khỏi chạy, mày khỏi chạy, mày khỏi chạy, mày khỏi chạy, chết cha, nó chạy được luôn. Ui xong mình rồi, bỏ nhường cho nó mạng đi cho rồi. Ui rồi xong, xong rồi con Violet, xong rồi mày, xong rồi mày, xong rồi. Trời ơi mù ra, xong cái ác mạng của tao bung. What the fuck? Mình không ăn được mạng nào luôn. Mình nghĩ là mình cũng ngu thì cả nó còn xíu máu, xong mình không bung mình tí đó trời. Mình không nhớ nói chuyện đó luôn á. What the fuck? Thôi đi về lấy máu rồi, cái kiểu đi về lấy máu rồi. Ok, đang biết là đánh cũng ổn rồi. Ô, mình nghĩ là bên mình thấy bắt đầu xanh xanh dần rồi đó. Biết đánh cũng ok. Đi xuống này nó cài ép không, nó cài ép mãi xong giờ nó xanh luôn. Trong khi đó mình ăn có một mãi thôi mình không xanh. Mình buồn thiệt chứ. Buồn thiệt. Thôi, tâm lính lẹ lấy đồ rồi. Đấy. Rồi. Lên đây coi con nào nè. Ô, mình đặt chủ lưới cho chơi. Cái con này. Trời ơi, chết mình rồi. Chết mình rồi, nó ta. Nó ta nó hành mình rồi, xong rồi. Ui, hay vậy. Ui, rồi, có cái tiên hụt rồi. Có cái tiên hụt rồi. Có cái tiên hụt rồi, có cái tiên hụt rồi. Hên quá. Phải xử lý con người của mình. Nếu mình biết được con người không hơn nên là mình còn khôn một tí. Đừng có cho ta ăn con này nữa rồi ơi, xin lỗi mày luôn á. Ok rồi, là biết rồi. Có thằng nào không đây? Biết đây, biết nó ta đâu ra đây, anh chính trị nó ta. Đây, anh sẽ gỡ cái tóc xanh của mày xuống luôn, cho mày nhựa màu khác. Rồi lính không đủ chắc mình cũng farm rừng một tí. Xin lỗi nha rừng, mày khỏi xanh để tao xanh được rồi. Cái tăng blue hồi nãy giờ mana và tụt lắm rồi đó. Đúng vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thay thay AD làm rừng. Mình sẽ đi rừng có BAD nữa. Mà giờ anh chị cũng phải AD chứ. Ôi gamit gamit gamit, tụi này nó sung quá. Thôi thôi thôi, để mình bật cái trụ này xong rồi mình biết sao. Đánh lừa tí vét thôi thôi thôi. Cho tem mình nó dụ đi, mình vô mình đập mấy cái trụ này, chơi chiêu dương đông kích tây đó, buông mình tay ra đánh cho lẹ luôn. Trời xong được cái trụ này không trời, mẹ nào, let's go baby mẹ. Ok hên quá. Xong rồi lên được cái thanh kiếm là ok rồi. Giờ mình lên được cái cây kiếm hồi máu nữa. Cho trời ơi, ngộ không mày làm gì vậy, ngộ không. Ngộ công,
tha tao đi ngộ không, đúng rồi, hay quá, một quá. Mình tưởng là ngộ không nó sẽ đập mình ai về, bị mình đập lại mới ghê. Còn ngộ không là sùng quá. Thôi, đập chủ nè anh em, lên đi, đậu cưng nè, lên đi. Lên đi, rồi xong. Mình không để ý luôn á, thằng cái phi nữa ghê thì Toro về luôn, em. Em sung quá, em chết luôn. Giờ mình lên cái cây kiếm mà đánh như hồi máu nữa, ok. Mệt quá đi. À, có thể nói là hết sức. Thôi, đại ca đã hồi sinh rồi. Giờ là mấy đàn em là phải dẫn đại ca lên nè, bảo vệ cho đại ca để đại ca đánh cho nó xong. Mãi giờ nó ca ép mình là đâm mạng hay sao mà mình đâu ca ép được đâu. Mình cũng thắng ca ép đập luôn nè, lên luôn. Để đại ca một mình đại ca cứng nè, chip và kêu cho coi nè. Để một mình đại ca, trời ơi sao không ăn chip và kêu. Con Nata, con Nata, con này nó muốn chết này sao á. Rồi double kill cho coi coi. Trời ơi không được double kill hả. Lên đập cái chủ luôn, không sợ thằng nào hết. Lên đi đại ca bảo vệ. Cái thịt mẹ của thằng đàn em này nó kỳ vậy. Thôi lên luôn, lên luôn. Ôi thôi xong, thôi xong, xong rồi. Hồn quá, lên cái cây kiếm hồ máu. Ngộ không đâu, nuôi đâu đây nè. Để bắt anh Jeffy chứ. Quay mày xuống đi con. Để cho mày thằng giúp mát luôn này chứ Jeffy cái gì, xuống đi. Thì mình sẽ ăn đồng nhỏ. Để bên cơ mình có thể mình ăn con này một chút chút. Con này để mình hút nó đồng luôn. Mình sợ con Violet này nó ghê lắm. Đây 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 có một không, một không nữa. Mình chụp hai thằng luôn nè. Dân mình chụp hai thằng luôn. Violet xác định đó rồi, xác định đó rồi. Mạng này là của mình. Ôi một không luôn. Mạng này là của mình. Mạng này là của mình. Tính ra mình chỉ ăn được có một mạng, mình cãi thì có một mạng thôi. Thôi kệ không sao, chỗ chịu dân ăn một mạng. Mình vô thôi, mình nằm rồng mà thôi, dẹp luôn. Lên chơi nó luôn. Toro này, tôi thuế mày rồi, nãy mày bắt tao vô bắt mày lại. Này con chúa. Này, đánh bạn biết với Phi này. Dép Phi nè. Dép Phi thì cho mình dép lào luôn. Mày thật. Giờ này vì thấy bình bẩn mà thấy thằng nào cũng sung hết á. Mình lên top mình đập hai thằng này luôn. Đập đi đúng rồi. Đập nó rồi xác định. Xác định Violet luôn. Một pha rất tốt. Nhanh vô và neo. Đúng vậy. Ngộ không mày, ngộ không à. Ngộ không tuổi gì, tuổi gì lên đây anh, anh cứng nè, tuổi gì. Bước lên đây anh cứng nè. Mày tuổi gì vậy anh. Mày Toro, mày Toro mày tuổi gì. Mày tuổi gì vậy, chết rồi. Thôi chết, thôi xong. Tính ra là nó cũng có tuổi với mình. What the fuck. Nó clear tay mình luôn. Thôi thả bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu, ok. Thì bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu sau mười mấy giây nữa. Ở bên tụi nó cũng ghê vậy. Có con Nata bên này, con Nata bên đó. Ghê vừa là ok. Mình còn món nữa, mình còn một món nữa thôi. Gì nhà như sân mây gì vậy. Hả thánh Murat nữa rồi.
Bây giờ mình đập ba đường rồi có lính siêu 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 cấp ghê luôn. Nó là cực siêu luôn. Một không, vô đây em. Vô đây. Vô đây. Trời. Sao nó cái hết mạng của mình? What the fuck? Cái gì vậy? Ở cái thằng Murat này. Thôi kệ, mình thắng là được. Mình thắng là được. Mình bập hai con này luôn là mình cưng luôn nè. Con này nè. Đúng vậy. Lên luôn. Đúng vậy. Nata chạy đi đâu? Double kill liền. Double kill liền. Sao hay quá. Rồi. Con Toro này. Đợi chưa đập Toro mà. Chưa đập Toro mà. Thôi ok. Video cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy hay, nhớ like, share and subscribe nhé.